Thưa quý vị, nhiều dự án căn hộ cao cấp ở Đà Nẵng bị bỏ hoang nhiều tháng qua, khi thị trường bất động sản ở thành phố đáng sống này được nói vẫn chưa sôi động trở lại. Đã cho Tự Do ghi nhận thực tế tình hình trên trong một ngày cuối năm 2023. Mời quý vị cùng theo dõi. Đây là video RFA ghi lại hình ảnh các dãy nhà shop house, căn hộ cao cấp ở thành phố Đà Nẵng, gần như bị bỏ hoang, như dự án khu đô thị Đa Phước ở quận Hải Châu, dự án Coco Bay ở quận Ngũ Hành Sơn, dãy shop house và căn hộ cao cấp ở các quận Liên Chiểu, quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn và khu ký túc xá sinh viên phía Tây thành phố Đà Nẵng, vân vân. Cái này thì thực ra mà nói thì mình cũng nhiều lý do lắm. Thứ nhất là có thể thị trường bất động sản đóng băng, không buôn bán được, đóng băng. Thứ hai là một số dự án nó liên quan đến án, và đa số là chính là vẫn là đóng băng. Thành phố rồi là quyết liệt một số thu hồi, một số nó quyết liệt nhưng mà khả năng thu hồi khó. Chỗ đấy thì nhiều khi dự án đấy thì chủ đầu tư đã đưa ra đâu. Nên Đà Nẵng nhiều dự án bỏ dở lắm, sang bên biển mới thấy bao nhiêu khách sạn xây bao năm mà bỏ không phải biết. Bây giờ khách sạn đang có khách sạn rồi nhá, kinh doanh còn không được, xây mới làm gì nữa. Đây cũng nhiều lắm, như những cái khu ở đây nè, hoặc là phía ngoài đường Nguyễn Sinh Sắc nè, thì mấy chục tỷ mà cũng không rõ, nhưng mà chắc chắn là mình biết là tiền, số tiền quá lớn, cho nên là người ta họ không có khả năng để mà mua nổi. Đà Nẵng đấy có bao nhiêu người mua đâu, đa số là căn hộ lọc thuế làm dịch vụ thôi, còn năm đường lên bàn đá kia. Đó là chia sẻ của một số người dân sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Mới đây, ông Nguyễn Đức Lập, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản, nói với truyền thông nhà nước rằng nhà phố thương mại ế ẩm, thậm chí bỏ hoang, phần lớn do thị trường bất động sản thời gian gần đây chững lại. Ngoài ra, các nhà đầu tư mua với mục đích cho thuê, khai thác nhưng không hiệu quả. Ông Lập cũng cho hay, để cải thiện tình trạng shop house, bỏ hoang, phải chờ thị trường bất động sản và du lịch tại Đà Nẵng sôi động trở lại. Tuy nhiên, trong thời gian thị trường bất động sản chưa khởi sắc, nhiều dự án nhà ở không có người mua hoặc thuê gần như trở thành gánh nặng trong quản lý của địa phương. Để đây thì nó ô nhiễm đương nhiên, đây là may là đây nó còn rào kín, nó có bảo vệ mà biết đấy, nhưng mà lãng phí quá, bao làm này. Ngoài ô nhiễm gây nhếch nhác bộ mặt của thành phố, nhiều người dân tỏ ra tiếc khi cho rằng quá lãng phí đất vàng. Lãng phí chịu, là nhiều khi dự án của tư nhân nó không làm chịu, tất nhiên là lãng phí rồi, để thế này là không phải lãng phí. Đất vàng không, cái này nếu mà nhà nước kiên quyết thu hồi được cái này thì tốt, khó, nếu mà khó lắm. Thì cái đó làm vì có chứng minh cái chi, cái nữa bây giờ trừ hàng cũng nhiều khía cạnh lắm, thì các dự án làm thôi, còn mình chứ đâu có tôi hiểu được cho được đâu, không hiểu được. Nơi trong cái này là có như còn tùy theo, có như là thị trường thế giới nữa. Chứ Đà Nẵng đấy còn tính tiền này cũng có đâu được chứ đâu. Dự án nghe nhớ là như là mười mấy tỷ, một căn hộ như thế hàng là có đường lớn, đường còn như sắt đường lớn này. Đường 2 triệu. Cái nào cần tìm hiểu có. Nhiều người dân góp ý rằng các cơ quan chức năng địa phương nên có hướng xử lý mạnh tay, đốc thúc chủ đầu tư hoàn thiện dự án hoặc tiến tới thu hồi dự án bỏ hoang. Nói thật, giải pháp thì mình là người dân thật không nói thế, cái này cái tầm vĩ mô nhà nước lớn rồi. Thành phố người ta cũng chăn trở cái này lắm rồi, lãnh đạo tôi đoán chứ không biết người ta cũng chăn trở lắm, mà chắc không làm gì được. Cái này bây giờ chưa có như vậy, còn có như là cái này quan điểm mà chưa phải có như với chính quyền nhảy vào thôi, nó đứt bọc dạng thôi. Tuy vậy, ông Cao Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nại Hiên Đông, hôm đầu tháng 12 nói trên truyền thông nhà nước về vấn đề này rằng chính quyền địa phương đã liên hệ với chủ đầu tư để đốc thúc hoàn thiện dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển kinh tế địa phương hay có biện pháp khắc phục tình trạng nhếch nhác, mất an ninh trật tự, nhưng doanh nghiệp không phối hợp, nhiều lần không đến làm việc.